Xin chào cả nhà thân yêu, một ngày mới đã trở lại với kênh Siêu Hiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay mắt mình khỏe nè cả nhà, khỏe với cả nhà. Thì mình cũng hơi khỏe rồi nhưng mà còn nó hơi ho, cả nhà, nó hơi còn hơi đau họng, cái tiếng mình nó cũng hơi khàn khàn đó cả nhà. Nhưng mà khỏe, mắt khỏe là mình thấy mừng rồi cả nhà. Thì khoe với cả nhà là mình khỏe rồi, mình thấy mừng đó cả nhà. Rồi mình cũng xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay mình sẽ vào căn bếp làm đồ ăn hơi sớm một xíu nha cả nhà. Thì giờ này mới chỉ có hơn 7 giờ một tí cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm món súp bánh lọt với lại nui mì để mình đem đi gửi cho mẹ chồng mình nha cả nhà. Thì ở đây á, mấy ngày nay người ta đi chùa xuyên suốt luôn. Thì ở đây cả nhà, mấy hôm nay là lễ chung thì ai người ta cũng đi chùa hết trơn cả nhà, cả con mình luôn, mấy đứa nó cũng được đi chùa nha cả nhà. Chồng mình thì thôi khỏi nói rồi, ngày lễ nè, Tết nè, chung quanh gì chồng mình rất là bận cả nhà, không có được rảnh đâu, cho nên mình thì không có được đi đâu hết mấy ngày nay. Thì bắt đầu ngày mai một ngày nữa, ngày 1 thì người ta sẽ đóng tất cả những cái chợ cả nhà, người ta đóng cửa chợ hết, người ta không cho ai buôn bán gì hết. Thì cũng có một mớ người bán ở phía ngoài, vòng vòng ngoài chợ thôi, nhưng mà trong những cái chợ lớn thì người ta sẽ đóng cửa lại nha cả nhà, để cho người mình được rảnh rỗi mình đi chùa cả nhà. Thì cái lễ này nó rất là lớn cả nhà, cho nên thì ai cũng người ta cũng phải đi hết. Thì còn mình thì mình không có được đi chùa cả nhà. Thì thay vì người ta đi chùa, người ta sẽ làm nấu cơm nè, nhà bất cứ nhà mình có cái gì mình cũng đem đi chùa cúng được nha cả nhà. Người ta không có kể là cả nhà đem đồ ngon hay đồ dở gì hết, miễn là ở nhà mình làm cái gì thì mình sẽ đem tới chùa cái đó. Giống như là đến nỗi mà cháo trắng nè, cháo lòng nè, bún phở, hay là cả nhà ở nhà không nấu, cả nhà đi ra ngoài mua giống như phở hủ tiếu rồi cả nhà cũng có thể đem đi chùa được luôn. Thì khô mắm, bất cứ một cái gì mà nhà mình làm mà ăn được thì mình đem đi chùa mình cúng, người ta nhận hết, người ta nhận đồng đều với nhau hết, chứ không có phân biệt của người này vậy, của người kia vậy, không có nghe cả nhà. Thì mình không có được đem đi chùa, thì bây giờ mình sẽ nấu, mình đem gửi cho mẹ mình, cho mẹ chồng mình, tại vì mình ở đây thì ở gần mẹ chồng như thế nào. Mẹ mình thì ở Việt Nam. Cho nên mình không có làm gì cho mẹ mình được. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng làm với mình. Mình xin lỗi cả nhà. Cả nhà lúc nãy mình đang nói với cả nhà mà tự nhiên mình nhắc tới ba mẹ mình ở Việt Nam cả nhà. Mình cảm thấy nhớ, rồi cũng hơi xúc động cả nhà. Mình xin lỗi cả nhà nha. Thì cái phần này á cả nhà, đây là chồng mình đây, mới đi chợ về tới luôn cả nhà, mình chưa có bày ra nữa. Thì chồng mình có mua là ở đây ba bịch nuôi này, cũng nuôi Việt Nam mình nha, nuôi của Việt Nam mình cả nhà, mua ba bịch nuôi. Còn đây là giá với ngò gai với hẹ với lại ngò gí. Chồng mình mua rất là đầy đủ luôn cả nhà. Đây là tôm khô với mực khô, củ hành tây, củ cải trắng. Thì mình chỉ quay sơ ngang vậy thôi cả nhà, tí mình sẽ bày ra xong mình làm mình sẽ quay lại cho cả nhà xem ha. Hành, củ cải đỏ. Còn ở đây thêm là một bịch nuôi, một bịch bánh lọt với lại mì đùm cả nhà. Mì này ở đây người ta kêu mì kêu, nó mì đùm, thì mình cũng không biết kêu sao, thì người ta kêu sao mình kêu vậy cho cả nhà.
Còn cái phần thịt đó thì cả nhà, thì ở đây mình có một mớ xương. Bây giờ sáng thì mình sẽ luộc một miếng dài củ khoai lang này, tại có mình nên mình ăn thôi cả nhà, với nhỏ con gái nhiều lắm nó ăn củ à. Mình mới đang ngâm nước mới cho nó ra sình để mình rửa nó, mình bắt lên luộc. Thì mình sẽ luộc vài củ khoai lang mình ăn sáng trước nha cả nhà. Xong rồi mình sẽ xe qua mình làm thịt, làm đồ để mình đem nhà mình ăn luôn, rồi cũng gửi cho mẹ chồng mình rồi cả nhà ăn luôn nha cả nhà. Chứ nói gửi cho mẹ chồng không thì kỳ quá. Nhà mình cũng ăn luôn, mình làm ăn cả nhà luôn nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng vào bếp nha. Khoai của mình luộc chắc chín rồi cả nhà. Wow, từ đến giờ cũng lâu lắm rồi. Qua mềm hết rồi cả nhà. Nó nóng nở hết, mình chắc nước nó ra cả nhà. Khoai chín rồi, mời cả nhà ơi. Sáng thì mình uống trái dừa nha cả nhà. Cái này đây, chồng mình thấy ở nhà mấy mấy con mình không được khỏe thì mua một lần một chục luôn cả nhà cho giác lên. Còn mấy cái giỏ này là mình uống trước đó cả nhà, uống mới vừa hết mình đem phơi rồi đang mình tấn tấn cây cả nhà. Còn đây là khoai lang mình luộc xong rồi, mình xin mời cả nhà nha. Hôm nay thì mình có mối kêu pha cà phê cả nhà. Đây mình sẽ pha cho người ta ba chai này, một chai 1,5 lít đó cả nhà. Thì người ta sẽ mang đi cúng chùa nha cả nhà, người ta đem vô người ta cúng cho chùa. Thì mình đang pha cà phê để bán cho người ta nha cả nhà. Thì lúc xưa mình bán cà phê thì tới cái mùa này mình cũng pha bán rất là nhiều cả nhà. Và bây giờ người ta mấy cái mối cũ người ta biết mình có pha đó, cho nên người ta đặt mình nha cả nhà. Thì bây giờ thì mình sẽ pha cho người ta vậy. Mình dành dụm dữ lắm á cả nhà, pha được một chai vậy thì cũng rất là lâu luôn. Thì pha cho người ta ba chai ở nhà mình cũng kiếm tiền được nha cả nhà. Thì đây cả nhà, một cái mớ hẹ chứ giá mình rửa mình đã trộn xong rồi đấy cả nhà. Còn đây là mớ ngò gai với lại rau gì ngò gí, mình cũng sắp trộn chung luôn, chút mình sẽ trộn hành vô nữa là xong cái mớ rau nha cả nhà. Còn ở đây là một mớ tôm khô với lại mực thì mình nướng rồi cả nhà, mực khô thì mình nướng, còn tôm khô thì mình sẽ rang nha cả nhà. Như vậy thì mình nấu nó sẽ không có cái mùi tanh nha cả nhà, nó bớt cái mùi tanh đó cả nhà. Thì mình làm cũng từ từ, sắp xong rồi cả nhà. Mình thì bây giờ đang bắt nước lên để mà mình luộc cái nuôi á cả nhà, mình luộc cho sẵn cho rồi, tại thịt nó còn đông cứng quá đó cả nhà, thịt nó còn đông đá cho nên mình chưa có làm được. Hiện giờ mình làm vòng vòng rửa lặt rau lặt đồ xong thì mình sẽ dây qua rửa thịt luôn, bắt lên nóng luôn nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, đồ thịt đồ thì mình cũng chế biến mình cũng sơ chế xong rồi nè cả nhà, mình trụng lại nước sôi hết rồi. Thì da heo này thì mình có nướng sơ ngang á cả nhà, mình sẽ để vô cho nó ngọt nha cả nhà, cho nó ngọt thịt cho nó ngọt nước. Bây giờ mình sẽ để đồ vô mình bắt đầu mình luộc thôi cả nhà. Có gan nè, có tim, da heo, hai chiếc cật. Thì cật ở đây cả nhà, người ta ăn người ta không có thẻo ở ngay chất giữa bỏ nha cả nhà, mà là mình sẽ bóp chanh với muối cho thật là sạch, xong rồi mình trụm qua nước sôi. Thèo cũng vậy, mình nhét chanh với muối vô đây mình tuột xong rồi mình cũng trụng sơ ngang nước sôi rồi nè cả nhà. Thì chồng mình không có ăn ở ngoài cả nhà, mình cũng đi ăn ở ngoài mình bị một lần rồi mình cũng sợ luôn, cho nên phèo mình ở ngoài thì mình không có ăn cả nhà, rồi mình mua về nhà thì mình làm mình mới ăn nha. Còn đây là một mớ xương, mình làm một ít xương thôi cả nhà, tại vì cả nhà coi nè, cái nồi mình đầy nhóc luôn nè, mới có bỏ xương với bỏ đồ lòng thôi đó cả nhà. Thì giờ mình luộc cho thịt nó chín rồi mình vớt nó ra mình mới để rau cải vô được nha cả nhà. Kế đó mình sẽ để một mớ tôm khô với lại mực khô vô. Thì bây giờ mình sẽ rửa nó sơ ngang cả nhà, mình nướng nó rồi bây giờ mình sẽ rửa nó mình để vô luôn cả nhà, cho nó ra mùi cho nó ra vị á cả nhà. Thì đây cả nhà ơi, hai nồi nước súp mình cũng đã nấu xong rồi đó cả nhà.
Thì một nồi này thì mình để ở nhà của mình nha cả nhà, còn một nồi này thì mình đem cho mẹ chồng mình, là mình để vô đây vài cọng hành. Thứ nhất là nhìn cho nó đẹp đó cả nhà, thứ hai cho nó thơm. Xong thì bây giờ mình sẽ cháy mỡ tỏi nữa là hoàn thành rồi nha cả nhà. Còn thịt, còn mỡ thịt này thì mình mới vớt ra rồi đây. Thì cả nhà xem nè, da heo mình luộc quá ngon không. Da heo này mà chấm nước mắm ớt nha cả nhà, cay cay chua chua nha, trời ơi nó ngon. Nước mắm ớt nặn miếng chanh thôi cả nhà, để chút xíu đường vô thôi, đừng có làm ngọt. Chấm ăn vừa mặn mặn cay cay ngon, quá ngon luôn đó cả nhà. Ở đây mình tiêm gan phèo với lưỡi heo, mình sẽ sắt. Giờ mình sẽ sắt ra rồi mình để vô bọc đem cho mẹ chồng mình nha cả nhà. Thì đây mình sẽ nhắc nồi nước súp xuống, mình cháy mỡ tỏi nữa là xong. Chỗ của mình nó hơi lu bu một xíu cả nhà, tại vì mình nấu ăn ở ngoài cái hàng ba cả nhà, cái đường đi á, cho nên nó không có được gọn gàng lắm nha cả nhà. Thì ở đây thì có rau hành ngò nè, mì nè, giá hẹ nè, với nui. Thì nui mình nấu vậy nè cả nhà, xong rồi mình xếp để vào cho mẹ chồng mình một bịch đó. Thì mình sẽ sạn xong rồi, bây giờ mình sẽ sắt thịt để vô một bịch nữa, rồi cái nồi nước súp thì mình sẽ buộc lại để cho con mình nó chở đi cho mẹ chồng mình nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, một mâm thịt mình cũng đã sắt xong rồi đây cả nhà. Đây có phèo nè, lử nè, gan nè, tim nè, cật, rồi dưới da heo nha cả nhà. Thì mình xin mời cả nhà cùng dùng nuôi với gia đình mình nha cả nhà. Quá trời ngon, quá trời hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Lâu lâu làm lần ăn, vừa được cho mẹ mà cũng vừa nhà mình cũng được ăn nữa cả nhà. Thì hôm nay là lễ Trung thì người ta sẽ đem đồ ăn đi chùa, còn mình không được đi chùa, mình nấu cho mẹ chồng mình ăn thì cũng như Phật sống ở nhà cả nhà. Nhưng mà mình chỉ không có được cho cha cho mẹ ruột của mình ở Việt Nam thôi. Thì chờ có dịp mình về mình sẽ làm sao hết cả nhà. Còn bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng dùng nuôi với gia đình mình cả nhà ơi. Xin kính chúc cho cả nhà mình có một bữa bên gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc nha cả nhà. Cầu chúc cho mọi người đều được nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe và được bình an nha cả nhà. Rất mong cả nhà luôn thương yêu và xem video của mình, tiếp like share ủng hộ mình nha cả nhà.